Sôi động, khí thế và tự hào, đó chính là những cảm xúc khi đến với sự kiện Ngày hội Ra quân 2023 tại Bảo Việt Nhân Thọ Đồng Nai. Là đơn vị khép lại chuỗi sự kiện lớn nhất năm trên toàn hệ thống, Bảo Việt Nhân Thọ Đồng Nai đã long trọng tổ chức chương trình như một ngày hội lớn, quy tụ những ngôi sao xuất sắc nhất, thể hiện khí thế quyết tâm, sẵn sàng chinh phục năm kinh doanh mới. Những sắc màu rực rỡ, những nụ cười rạng ngời và những ánh mắt lấp lánh của mỗi thành viên trong ngôi nhà Bảo Việt Nhân Thọ Đồng Nai. Tất cả đã cùng góp phần tạo nên một ngày hội ý nghĩa, ấn tượng và cảm xúc thăng hoa. Vâng, xin chào toàn thể các anh chị. Ngày hôm nay toàn thể các anh chị tư vấn viên, gần 500 tư vấn viên cán bộ xuất sắc của Bảo Việt Nhân Thọ Đồng Nai trên toàn tỉnh tề tựu về Eros Palace, trung tâm sự kiện lớn nhất Biên Hòa, để cùng nhau dự lễ tôn vinh ngày hội ra quân năm 2023 nhằm ghi nhận kết quả của tất cả các anh chị đã nỗ lực suốt trong năm 2022. Và chúng tôi cũng được biết rằng là Bảo Việt Nhân Thọ Đồng Nai của chúng tôi cũng là đơn vị cuối cùng tổ chức ngày hội ra quân, khép lại chuỗi ngày hội ra quân của toàn hệ thống. Và nhân dịp đây, xin được kính chúc cho toàn thể các anh chị trên toàn hệ thống chúng ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ kinh doanh năm 2023 một cách xuất sắc. Và hãy chờ đợi rằng ngày hội ra quân năm 2023 của Bảo Việt Nhân Thọ Đồng Nai có điều gì đặc biệt các anh chị nhé. Bảo Việt Nhân Thọ Đồng Nai! Xin chào! Trải qua một năm đầy biến động, gặp nhiều khó khăn trong kinh doanh, tập thể lãnh đạo, cán bộ, trưởng ban, trưởng nhóm, tư vấn viên Bảo Việt Nhân Thọ Đồng Nai vẫn luôn đồng lòng, kiên định, giữ vững tâm thế của đơn vị dẫn đầu các công ty khu vực miền Đông Nam Bộ. Tuy những kết quả của năm 2022 chưa được trọn vẹn như kỳ vọng, nhưng với sự nỗ lực không ngừng nghỉ của từng thành viên, Bảo Việt Nhân Thọ Đồng Nai vẫn đứng top 2 công ty dẫn đầu số lượng sao Việt của hệ thống. Từ sự tận tâm trong dịch vụ chăm sóc khách hàng, Bảo Việt Nhân Thọ Đồng Nai tăng độ lớn hợp đồng 12% so với năm 2021, đạt độ lớn trung bình 25,26 triệu đồng trên một hợp đồng. Tỷ lệ thu phí đạt 88,8%, tỷ lệ tái tục hợp đồng đạt 51,25%. Trong năm 2022, công ty đã tổ chức thành công nhiều chương trình hội nghị khách hàng VIP, khẳng định vị thế của doanh nghiệp trong niềm tin của mỗi khách hàng tại Đồng Nai. Các chương trình huấn luyện, đào tạo, hành trình gắn kết, những chương trình thi đua khen thưởng xứng đáng đã thể hiện sự quan tâm, đồng hành của ban lãnh đạo công ty với đội ngũ tư vấn viên, góp phần tăng thêm sức mạnh để mỗi chiến binh Bảo Việt Nhân Thọ Đồng Nai chinh phục từng mục tiêu. Năm 2022 thì tôi đạt được những kết quả rất đáng khích lệ. Tôi đã là top 10 quán quân trong cấp quản lý có doanh số cao nhất tại tỉnh Đồng Nai của công ty Bảo Việt Nhân Thọ Đồng Nai, và tôi cũng là sao Việt. Tôi cảm thấy rất xúc động và rất tự hào, và tôi xin gửi lời trân trọng cảm ơn tới ban giám đốc công ty Bảo Việt Nhân Thọ Đồng Nai đã cho chúng tôi có một cái cơ hội thể hiện sức mình. Trân trọng ghi nhận sự đóng góp to lớn của các cán bộ, trưởng ban, trưởng nhóm, tư vấn viên trong những năm qua. Bảo Việt Nhân Thọ Đồng Nai đã trao những danh hiệu cao quý cùng phần thưởng tới những cá nhân, tập thể đạt thành tích nổi trội. Hai cán bộ đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua 2022, 5 cán bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 82 sao Việt xuất sắc cùng 247 tấm vé sao Việt, trong đó có 39 sao Việt hạng vàng, 33 sao Việt bạch kim và 10 sao Việt kim cương. Top 5 tư vấn viên thu phí xuất sắc, Top 3 tư vấn viên dẫn đầu tỷ lệ tái tục hợp đồng, Top 10 tư vấn viên dẫn đầu doanh thu AFYP năm 2022, Top 5 tư vấn viên tân binh xuất sắc nhất, Top 4 tư vấn viên kênh Bank Assurance xuất sắc nhất, 265 tư vấn viên đạt thưởng tháng thứ 13 với tổng giá trị trao thưởng lên tới hơn 1 tỷ đồng. Đặc biệt, Ban Ngọc Trai và trưởng ban Huỳnh Thị Thu Cúc xuất sắc trở thành ban kinh doanh duy nhất cán đích 126,8% kế hoạch với 10,1 tỷ đồng. Danh hiệu quán quân trưởng ban khai thác mới thuộc về trưởng ban Bùi Thị Hà với doanh thu AFYP lên tới hơn 18,6 tỷ đồng. Danh hiệu quán quân tư vấn viên khai thác mới đã sướng tên tư vấn viên Đỗ Thị Sen với doanh thu gần 3,6 tỷ doanh thu AFYP. Được biết, trưởng ban Bùi Thị Hà là trưởng ban trẻ nhất công ty và tư vấn viên Đỗ Thị Sen là tư vấn viên hoạt động tại địa bàn xa công ty nhất. Những danh hiệu cùng phần thưởng chính là sự ghi nhận xứng đáng và trân trọng nhất của ban lãnh đạo công ty dành cho sự nỗ lực và bản lĩnh mạnh mẽ của các chiến binh. Thật sự là tôi vô cùng xúc động, vì tôi cũng thấy choáng ngợp với cái sự chuyên nghiệp và được sự ghi nhận rất là lớn, và có động lực nhiều hơn nữa để phấn đấu trong năm 2023.
Thì mục tiêu kinh doanh năm 2023 của Ban Khát Vọng chúng tôi là 30 tỷ. Và với bản thân tôi, mong muốn và khát vọng lớn nhất của tôi là đưa tất cả các cấp quản lý của chúng tôi, Ban Khát Vọng, đạt được sao Việt năm 2023 và 24 sao Việt sẽ chinh phục đường đua năm 2023. Bản thân tôi rất là xúc động, tự hào và rất là hạnh phúc. Thì cũng mong muốn rằng mục tiêu năm 2023 cũng giữ vững được danh hiệu và mong muốn rằng Đồng Nai có rất nhiều các tư vấn viên khác cũng đạt được thành tích cao giống như tôi. Hành trình phấn đấu của năm 2022, mỗi chiến binh và Việt Nhân Thọ Đồng Nai lại bùng cháy ngọn lửa đam mê, quyết tâm để chinh phục thành công mục tiêu năm 2023 thật rực rỡ và trọn vẹn. Mỗi ban nhóm đều thể hiện ý chí mạnh mẽ của mình bằng màn chào sân đầy nhiệt huyết. Chắc chắn với tinh thần và khí thế của các chiến binh, Bảo Việt Nhân Thọ Đồng Nai sẽ chào đón một năm kinh doanh 2023 đầy hy vọng. Ngày hội ra quân, ngày hội của những chiến binh trên mặt trận tiền tuyến. Mỗi năm thì công ty tổ chức một ngày theo cái truyền thống của mình, của Bảo Việt Nhân Thọ, để tôn vinh, nhằm mục đích tôn vinh các anh chị em trưởng ban, trưởng nhóm, tư vấn viên xuất sắc nhất của công ty. Những người đã đóng góp rất lớn vào cái thành quả chung của công ty. Thì một năm mới 2023, mặc dù trong cái điều kiện kinh tế còn tiếp tục gặp nhiều khó khăn, nhưng mà với tinh thần đoàn kết, đồng lòng của tập thể cán bộ nhân viên, tư vấn viên, trưởng ban, trưởng nhóm của Bảo Việt Nhân Thọ Đồng Nai truyền thống từ trước đến nay, thì chúng tôi tin tưởng rằng là chắc chắn là Bảo Việt Nhân Thọ Đồng Nai năm nay 2023 sẽ vượt qua những thách thức khó khăn đó để hoàn thành nhiệm vụ của tổng công ty giao. Thời khắc xuất quân đã điểm, những trái tim cùng chung nhịp đập, chung mục tiêu, chung đam mê của Bảo Việt Nhân Thọ Đồng Nai sẽ tiếp tục đồng lòng quyết tâm vượt mức kế hoạch kinh doanh năm 2023, 129 tỷ doanh thu khai thác mới, tuyển dụng 600 tư vấn viên mới và ghi danh 99 sao Việt. Chúc mừng Bảo Việt Nhân Thọ Đồng Nai sẽ luôn vững vàng vượt mọi thách thức, cán đích ngoạn mục mục tiêu và có một năm kinh doanh đại phát.